Vậy thôi. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ xuôi mái lá nghèo cũng đứng dù phiêu. Dẫu mà còn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo dây. Cha ơi sao cha chưa về nhà, trên bếp dưới vắng tanh, đợi dưới trong mỏi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhang bếp lửa hồng, nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Rớt sau hè, con vẫn ngồi nhang.
Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca cùng anh Quốc Đại. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Vâng, chào anh. Cho phép Thanh Tùng xin được gửi lời chào tới bốn anh chị trong chương trình, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay, cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Và em đến từ quê hương Lúa, Thái Bình. Xin chào Thanh Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Trời ơi, sao sẵn chớn cho chị nói luôn. Chị không nghĩ là một người giọng Bắc mà hát được dân ca cho miền Nam nó ngọt đến như vậy. Và khi mà bạn lên mà những cái luyến đó, nó chín mà nó đủ nốt, mà luyến chỗ nó hay dễ sợ, nó có những cái nấc riêng của dòng nhạc dân ca chỗ bạn hát chỗ mà nghe mà mình say mê đó. Chị với em ngồi ở dưới mà nghe rất là say mê, và khi mà vừa kết thúc xong ca khúc chị phải đứng lên, bởi vì đó là một cái sự phải nói là ngưỡng mộ của chị, khi mà cái sự kết hợp giữa hai người nó hơn cả cái sự hay nữa. Em cảm ơn. Quá hay, quá tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chị Khánh Ngọc. Không biết Duyên Quỳnh bạn nghĩ sao? Để mà hát được bài hát này mà chạm được tới trái tim của người nghe, em nghĩ là cần phải là một nội công rất là thâm hậu thì mới có thể truyền tải được hết cảm xúc bài này. Nhưng mà hai người quá tuyệt vời, em không biết nói gì hơn nữa, quá hay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Tùng hát dân ca Nam Bộ thì không nói rồi, nhưng mà em mang một cái màu rất là riêng vào trong cái bài này. Em xử lý khác với anh Đại, nhưng mà không biết sao anh cảm giác đúng là hai anh em với hai cá tính trong một ngôi nhà. Anh hình dung được cảnh trong nhà luôn, và nó làm cho anh là xém khóc mấy lần. Thật sự là như vậy. Bài hát này là bài mà anh mê từ nhỏ nữa, cho nên khi nghe bài hát này, nghe được hai người kể chuyện chứ không còn là hát nữa. Thuyền đổ bên tình yêu, ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn niềm. Âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn.
khó nhạt phai. Trăng khuyên rồi có khi đầy, ngăn cánh rồi cũng sung vầy, mây bay bay ngoài ngàn nắng. Lòng như con thuyền đổ bên tình gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn niềm. Âm thầm như nước về khơi, lòng trót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần. Tâm tư hương hoài ngàn. Phần bình chọn thuộc về quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây. Nếu như chọn cho Diệu Ly, nhấn phím A. Thanh Tùng, chúng ta nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả bắt đầu. Trước khi đến với kết quả này thì Khanh rất muốn nghe nhận xét của bốn khách mời về tiết mục này. Rõ ràng là khi mà bắt đầu ca khúc này thì anh thấy Tùng chơi rất đẹp. Bởi vì đây là ca khúc của em, nhưng mà em đã quyết định chọn một tông thuận lợi hơn cho bạn nữ. Và em hát ở cái quãng giọng ở dưới nó thấp hơn, nhưng mà hôm nay em hát rất tốt, nhẹ nhàng, đỉnh đạt, đi vào lòng người. Cảm ơn em đã chọn ca khúc này và Diệu Ly đã làm rất rất là tốt. Chúc mừng em. Em thấy hả, hai bạn ngày hôm nay đứng trên sân khấu rất là tuyệt vời. Lại sao lại nhường nhịn mà tao nói nó thôi, say mê lắm. Tôi nhìn cô này là tôi thấy say mê. Điềm đạm khi mà mình chọn về, nếu như là mình chọn về cái bài của mình thì mình phải chọn cái bài lợi thế về mình, tông giọng cũng phải về mình và những cái nốt đẹp tỏa sáng cũng phải là của mình. Nhưng mà đối với Tùng thì chị thấy là có một cái sự nhường nhịn rõ nét, rất rõ nét. Nhưng mà không vì thế giọng bạn lu mờ mà giọng bạn rất là đẹp. Ôi còn gì để nói, nhưng mà sự kết hợp này Ngọc thấy là nó vẫn có sự hòa quyện rất rất là đẹp. Dũng nghĩ là đối với chuyện song ca thì cái việc mà nhường nhịn cái người hát chung là một điều rất là quan trọng. Em đã để cho Ly có những cái chỗ để tỏa sáng. Còn Ly thì vẫn như mọi khi, chất giọng của em có một cái nét rất là riêng. Em hát dòng nhạc nào em cũng đưa cái riêng của mình vào đó và nghe rất rõ một cái sự sang trọng, một cái sự hơi tân thời hơn nhưng vẫn có mong manh gì đó để dựa vào người đàn ông rất là vững chãi, rất là chắc này. Vì thế anh nghĩ rằng là đây là màn song ca thành công. Chúc mừng cả hai bạn. Cảm ơn các khách mời một lần nữa. Và bây giờ chúng ta phải gửi một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả tại trường quay nữa, bởi vì chính họ sẽ là người giúp cho chúng ta biết người chơi nào giành chiến thắng hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ trên màn hình chính sẽ hiện ra hai con số. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Diệu Ly và Thanh Tùng. 58%,
và 42%. Nghĩa là có một người nhận được 58% và người còn lại là 42%. Người chơi nhận được 58% chính là người chơi giành chiến thắng tại sông Ca giống mặt. Ai cũng biết đó nha. Và kết quả là Thanh Tùng. Chúc mừng Thanh Tùng. Giải thưởng của bạn là 10 triệu đồng tại sông Ca giấu mặt. Chúc mừng bạn. Thanh Tùng cũng là người chơi sông Ca với anh Quốc Đại. Chúc mừng anh. Còn mình nhắm mắt không nói một lời.
vây kín kỷ niệm cô đôi mình lúc đã xa vắng nhau. Dường như em quên lối quay về giống nghe lòng còn đó bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngân đưa người đành cho ta mật ngọt vội và dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa. Khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoan ca. Chào người đã bao lần với nỗi đau sâu yêu, dòng đời chia một lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nuối tiếc mới giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Rồi sau nó vỡ nát trong tim, bao người vô giấc bao đêm, ngậm ngùi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa mù. Em đi mang theo vầng trăng thôi nào để bầu trời hoài nhớ thương chi còn hoang vắng. Cuộc tình là cháy đắng không thể còn thuyền lướt sóng. Chẳng có nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về đâu? Lời tình si ta viết trao người ta bao lần với nỗi đau dấu yêu. Dòng đời chia một lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vô giấc bao đêm, ngậm ngùi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa mù. Em đi mang theo vầng trăng thôi nào để bầu trời hoài nhớ. Mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa hát với anh Nguyễn Đình Vũ. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Đình Vũ, chị Hải Yến, anh Nghĩa và chú Nghĩa ạ. Em ơi, anh cần liều thuốc cho trái tim. Nghe câu này xong cần uống thuốc. Vâng. Anh Nghĩa và chú Nghĩa. Ông trẻ. Đúng rồi, 3-4 thế hệ của nhỏ mà. Vâng, và em chào anh Khanh, chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và chào tất cả mọi người đang xem đài ạ. Dạ, em là Duyên Minh ạ, và hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do ạ. Xin chào Dương Minh. Cậu bé mà sáng sân khấu, một cái giọng hát dễ nghe, cái giọng hát nó phù hợp với đại chúng á. Ra sân khấu, sáng đẹp, hát hay, dễ thương là được rồi. Thôi hát với anh có bị áp lực không, trả lời thiệt. Vui anh. Dạ vui là được. Dạ. Sao Chiến?
cho em mấy lời nhận xét kìa chị. Chị thì chị thấy là không phải thế đâu, nhưng mà thôi thì em hỏi chị cũng đành phải thế thôi. Thật ra thì như này là em thì có cơ hội gặp Dương Minh rồi, bởi vì bạn ấy tham gia một cái cuộc thi dành cho sinh viên và em làm giám khảo. Bạn ấy có một cái giọng rất là đặc biệt, tức là nếu mà có thể để hát những bài hát của nữ, bạn ấy cũng có thể hát được luôn. Cho Khanh hỏi Dương Minh là trong số các bài hát mà bạn tập trong chương trình này á, bạn còn thích ca khúc nào nữa? Bài nào em cũng thích. Bài nào cũng thích. Bây giờ nếu được hát một câu tặng quý vị thì bạn chọn bài nào? Em sẽ hát một bài Nếu Điều Đó Xảy Ra. Xin mời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng nơi băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Dương Minh. Chúng ta vừa được thưởng thức màn song đấu của Lê Huy và Lê Quốc Phú. Và quả thật đây là hai màu sắc âm nhạc rất riêng biệt. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Lê Quốc Phú, nhấn phím A. Chọn Lê Huy thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Đây là thời gian bình chọn đã kết thúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ Khanh rất muốn nghe những chia sẻ của các vị khách mời. Tôi đang xem gì thế này? Một trận đấu hay một tiết mục? Một bên thì cổ điển, vững vàng, một bên phải thích nghi theo những cái giai điệu khó, trong khi bạn mê rock nhưng mà phải hát theo một bài kiểu này với em. Sáng tạo vô cùng. Giữa hai người nếu mà để chọn chấm điểm, xin lỗi, cũng không thể chọn được. Cảm ơn Đình Vũ nhiều. Đó là suy nghĩ của anh Nguyễn Đình Vũ. Thế còn Tuấn Nghĩa thì sao? Anh Huy thì anh có cái sự trả lời rất là rõ ràng. Anh hát mà kể cả những cái anh hát nói đừng khóc nữa, rồi anh đẩy lên theo từng cái cung bậc một, nó dìu được cái cảm xúc của người nghe. Cái này thì em thấy là không phải là ca sĩ nào cũng có thể làm được. Cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Không biết chị Hải Yến và anh Đại Nghĩa nghĩ gì? Cá nhân Hải Yến nhá, Yến sẽ không đặt hai giọng hát của bạn lên bàn cân để cân, bởi vì hai bạn hoàn toàn là hai cái sở trường khác nhau. Nhưng cái điều mà Yến nghĩ rằng các bạn đang làm được trong một cái buổi tối của cái chương trình Song Ca Giống Mặt ngày hôm nay đấy chính là mang lại một cái tiết mục vô cùng đặc sắc và tạo rất nhiều cái bất ngờ. Anh Lê Huy, em chỉ dùng một từ, anh hát rất đời luôn. Còn với Quốc Phú là một người đàn ông trong mắt của Hải Yến nha, cực kỳ trữ tình, lịch lãm. Cái màn so đấu này sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng khó với tất cả quý vị khán giả ngồi đây. Yến rất cảm ơn cái tiết mục này bởi vì là nó mang lại cho Yến rất nhiều cảm xúc khi đến với chương trình Song Ca Giống Mặt. Cảm ơn hai người rất nhiều. Yeah. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Các bạn vừa mới chia sẻ với Phú và Huy thì có lẽ là Phú và Huy cũng sẽ nhận ra một cái điều như thế này. Để là một người nghệ sĩ thành công và đặc biệt là trong vai trò là một ca sĩ á, chúng ta phải đa dạng, phải màu sắc trong cái cách hát của mình. Khi chúng ta biết dung hòa tất cả mọi cái với nhau, với Phú, em sẽ có nhiều trải nghiệm nữa khi tuổi đời của em ngày càng lớn hơn. Cái cách hát của em nó sẽ đời hơn một chút, nó mộc hơn một chút, cộng với cái giọng đẹp vốn có của em, nó sẽ vừa vặn và nó sẽ hấp dẫn người nghe. Với Huy cũng như vậy, cá tính của em có rồi, rất là mạnh mẽ, sự nổi loạn, sự cuồng nhiệt trong em có rồi. Nhưng nếu như mình cần có một chút điềm tĩnh lại, đầm lại một chút, thì có lẽ nó sẽ cân bằng được với những cái sản phẩm âm nhạc mà mình sẽ gửi đến với khán giả. Thì chắc chắn là các em sẽ nhận được nhiều sự yêu thương, đón nhận từ phía quý vị khán giả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và bây giờ chúng ta phải đợi vào kết quả bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay mà thôi. Tỷ lệ đó là bao nhiêu? Hãy cùng Khanh hướng mắt lên màn hình. 51% và 49%. Nghĩa là người chơi giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt sẽ nhận được 51% là phần trăm bình chọn của khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay đã dành cho các bạn.
đó là giọng hát. Đã từng song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa trong chương trình này. Rồi. Rồi, ok. Ủa, hai người cả hai người đều từng song ca với Tuấn Nghĩa hả? Kết quả của chúng tôi sẽ có ngay bây giờ. Xin chúc mừng Lê Quốc Phú. Chúc mừng Lê Quốc Phú là người chiến thắng tại song ca Giấu Mặt. Bạn đã nhận được 51%. Và số tiền mang về Lê Quốc Phú có 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và chúc mừng cho Tuấn Nghĩa. Đây là người chơi đã song ca với Tuấn Nghĩa.
gì cũng xa nhau rồi. Ngày nào chiếc hôn bao đêm dã rời, giờ đã hết rồi, chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu hỡi, giờ đây tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi. Ai quên anh đi? Wow. Thấy là cá tính rồi đó nha. Tại trường quay thân mến, bây giờ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Xin mời quý vị. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nha. Vâng ạ, và lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi tới lời chào trân trọng nhất tới Anna Bạch Công Khanh, anh Nguyễn Hoàng Duy là người bạn song ca của em trong ngày hôm nay, tới ba vị khách mời cũng như tất cả mọi người có mặt trong buổi quay ngày hôm nay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Anh Thuy ạ. Rất là Anh Thuy đứng bên cạnh anh Duy. Anh Duy rất là hợp lý luôn anh nhỉ. Nghiêm túc mà nói nhé, anh Thuy hát rất là hay và rất là cá tính. Và có một cái điều nó quan trọng hơn, khi mà song ca á, thì cái người bạn cùng song ca với mình á, là cái người sẽ tiếp lửa cho mình, mà sẽ thổi cho mình một cái hồn, một cái làn gió. Hôm nay anh đã rất cố gắng để mà anh nẹp vào người một cái bộ vest, tại vì vợ anh biết là đôi khi anh hơi bị nhoi á, nên là vợ anh hôm nay sắm cho anh bộ đồ này để anh mặc, anh thực là nẹp lại cái cá tính của anh á. Nhưng mà khi nghe bạn hát một đoạn thôi là em cảm thấy là em anh... muốn xuống em thay luôn một bộ đồ giống như vậy cho nó ra đúng kiểu của em hơn. Hay lắm em, chúc mừng em nhé, tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Nói gì bây giờ? Một tiết mục quá hay. Đây không phải là một cái sự hỗ trợ của khách mời dành cho bạn người chơi, mà đây là một tiết mục biểu diễn. Bản thân anh không phải là một người hay viết bossa nova, nhưng mà anh tự nhiên anh bị cuốn theo cái tiết tấu và cái cách biểu diễn của hai bạn. Xin ôm Nguyễn Hoàng Duy một cái để lấy vía hát hay ạ. Thiệt không? Thiệt mà. Bluetooth nha, Bluetooth. Bluetooth. Tháng này mình bao bạn ăn sáng và cà phê nguyên tháng nha. Ok. Thế còn Quang Hà anh nghĩ gì? Về tiết mục Người Hãy Quên Em Đi này thì Duy và anh Thuy mang đến cho khán giả một cái tiết mục nó đặc sắc, nó chuyên nghiệp. Đúng. Nó làm cho người ta cuốn hút theo bởi sự say đắm và đam mê, và mọi người có thể đứng nhên lên nhảy và hò hét theo. Và hai bạn có một cái sự ăn khớp với nhau từ chất, từ giọng hát cho đến cái cách nhả chữ và cách giao lưu với nhau, thành thử ra là nó như một bộ đôi song ca với nhau rất là ăn ý. Cả hai bạn đều là hai ngôi sao đang tỏa sáng trong phần trình diễn của mình. Cảm ơn anh Hà. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Anh Thuy ơi, bài hát này có phải là bài hát mà bạn yêu thích nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em rất là ít khi được diễn các ca khúc mà sôi động trên sân khấu thế này. Nghĩa là bình thường bạn hát dòng nhạc khác hả? Vâng ạ, thiệt ra thì bình thường em hát dòng nhạc ballad ạ.
Vậy thì trong 7 bài còn lại bạn hát được bài nào tặng cho chúng tôi ngay bây giờ không? Từ lúc nãy thì em nghe được chị Dương Quỳnh, thì chị có chọn ca khúc thứ hai là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và trước khi mà chị song ca với người chơi tiếp theo, bạn chơi tiếp theo, thì em xin phép được hát một vài câu trong đoạn đó để gửi tới chị cũng như tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay được không ạ? Tình yêu đâu trôi xa giữa âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trở lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Một tiếng hát rất đẹp và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao nhé. Anh đi em như trong một bài hát buồn, anh đã từng phiêu ta cùng. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng mà quý vị chỉ nhớ dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi để bình chọn mà thôi. 10 giây của quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Thanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới một lời chào đến 4 vị khách mời, anh MC Bạch Công Khanh, quý vị khán giả đang ở trường quay và tất cả quý vị đang xem truyền hình Vĩnh Long ạ. Em là Hà Thu ạ, em đang là ca sĩ tự do. Anh Nguyễn Hoàng Duy, với tiết mục này anh thấy như thế nào? Với anh thì tiết mục này anh nghĩ để dành cho người bạn của anh nhận xét trước là Nguyễn Văn Trung ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Dạ. Nếu như bạn đã có lời mời thì mình cũng xin nhận xét. Chào Hà Thu. Khi mà lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh không nghĩ em có giọng hát lại nội lực đến như vậy. Và anh rất là vui khi anh Quang Hà lại mang đến chương trình bài hát Xin Lỗi Anh. Bài này là một bài em rất thích anh Quang Hà. Bài của anh Hoài An em rất thích. Và em thích nhất là cái câu mà câu cuối cùng, thầy quên em đen như trong một bài hát buồn. Và cái điều mà em tiếc nuối nhất trong cái tiết mục này á, là em ước được nghe giọng Hà Thu hát cái câu đó ở cái đoạn cuối cùng. Bây giờ mình sẽ làm ngược lại ha, đúng không? Đi em hát làm lại okay. Nha anh. Dạ. Ok, 2, 3. Hãy quên em đi anh như trong một bài hát buồn, em đã từng viết tặng anh. Xin lỗi em. Một câu thôi anh ạ. Một câu thôi. Nghĩa là cái mà điều Hà cảm thấy thích thú với khi mà song ca với Hà Thu đó là bạn ấy hiểu ý ngay là đó là có ba câu hãy quên anh đi em, thì cái câu thứ hai ấy là cái người nam là họ sẽ hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn, là bạn ấy cũng bè theo cái phần feel của mình một cách rất là nhanh. Thì đó là một cái điều nắm bắt cực kỳ là tinh tế, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đứng trên sân khấu và gặp nhau và hát song ca với nhau một bài hát mà cả hai chưa bao giờ là hát với nhau cả. Thì thật sự đó là một cái điều thách thức rất lớn đối với bản thân Hà, và Hà nghĩ Hà Thu cũng là như vậy. Thế còn Duy Quỳnh? Lúc mà Thu bước xuống á, em nghĩ bạn sẽ là một giọng nữ cao lanh lạnh lên trên, bay hợp với ngoại hình của bạn, nhưng không, bạn là một giọng nữ trầm. Anh nghĩ là âm vực của bạn cũng khá đầy đủ lắm. Dạ, âm vực khá rộng và lên cao và quảng trầm của bạn rất là đẹp, cho nên là em rất là ngưỡng mộ những ai hát được quảng trầm. Chúc mừng Hà Thu. Quá xinh, quá hay. Mọi người khen nhiều quá rồi ha, nhưng mà không khen không được, bởi vì nghiêm túc phải nói là em rất là chuyên nghiệp. Thực sự anh cũng, bản thân anh cũng bị đánh lừa bởi cái ngoại hình của em, không nghĩ em sẽ có một cái giọng ca nó sẽ rất là, em xử lý rất là bản lĩnh. Em rất là sáng sân khấu và những cái nốt mà em hát lên cao nó rất là đầy đặn.
Đúng rồi, thật sự rất là tuyệt vời, quá chuyên nghiệp. Mình đang bị cuốn theo cái tiết mục thì mình không nghĩ đây là một cái tiết mục ngẫu hứng, và có cảm giác là thực sự đây là một cái sự rất là ăn sam với nhau. Hai người đã giống như là từ đâu đó đã có hát ở đâu trong vô thức rồi, cảm giác như thế. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho tiếng hát của Hà Thu. Khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này ạ. Dạ, em xin chào ba vị khách mời của chương trình, cũng như là anh Bạch Công Khanh, cũng như là anh Duy. Em tên là Lâm Hỷ ạ. Lâm Hỷ, chào Lâm Hỷ. Tiếng hát của bạn như thế nào anh Duy? Đầu tiên thì anh rất là bị ấn tượng bởi cái phong cách của bạn, rất là cá tính. Anh nghĩ là tiết mục vừa rồi nó thực sự hơi khó để mình matching chút xíu. Tại vì đây bản thân không phải là một bài để song ca,
Nhưng mà em rất là ok, em rất là biết cách để mà em thích nghi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiếng hát và phần biểu diễn của Lâm Hỷ. May cho Lâm Hỷ đó là em lợi thế được một cái là em cặp đôi với cả Nguyễn Hoàng Duy, là một cái người rất nhanh nhạy, hát bè hay hát đuổi hát phiêu là cực kỳ giỏi. Và ngày hôm nay cái tiết mục của Lâm Hỷ nó làm cho mọi người bừng tỉnh với một cái sự tươi trẻ trong cái hát Bóng Mây Qua Thềm này. Chúc mừng. Đồ sáng như này, lập linh như này mà sao không bừng được ta. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Nguyễn Văn Trung chia sẻ về tiết mục này. Anh thấy tiết mục này nó rất là hay, nó rất là dễ thương, là bởi vì nó được tròn vẹn á. Là vì Lâm Hỷ như là một ca sĩ chính trên sân khấu, và xung quanh Lâm Hỷ là có rất nhiều người hỗ trợ cho Lâm Hỷ, chứ không phải là một mình Duy. Trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khuê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con, em nhất làng ngoài. Tôi chọn đúng người rồi trời ơi, hổn quá trời hổn luôn trời. Tiếng gì? Mày thấy tiết mục này như thế nào ạ? Đẹp ơi. Bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Kim Tử Long. Thời gian bình chọn 10 giây. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này và sẽ công bố vào cuối chương trình hôm nay sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ thì hãy làm quen với cô gái rất là tràn đầy năng lượng và cũng rất xinh đẹp nữa. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh. Cho phép em xin chào anh Kim Tử Long và chị Lê Phương, anh Thanh Thức và anh Hê Đức Trương ạ. Và cùng thể toàn thể tất cả các bạn đã có mặt trong trường quay. Em là tên là Như Mai ạ, hiện đang là diễn viên. Yeah. Xin chào Như Mây, Khanh với Như Mây đóng chung phim rồi. Người quen, yeah. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Nhưng mà anh thật sự không biết là Như Mây hát hay như vậy. Cũng dễ thương nữa. Chính là đam mê mới đưa em lên đây được. Chương trình này, phải nói là tại vì em sợ độ cao. Và cái thứ hai nữa em sợ tiếng động mạnh. Và em cứ nghĩ là khi mà em đứng trên sân khấu và em cháy hết mình, còn vấn đề được hay như thế nào thì cái đó là chuyện tùy duyên. Miễn sao đã có cơ hội và mình đã chơi hết mình và cống hiến hết mình với tất cả mọi người ạ. Yeah. Yeah, cảm ơn Như Mây. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về tiết mục vừa rồi mà chúng ta đã xem. May rất là may mắn tại vì diễn với anh Long diễn rất là nhiều, do đó một tiết mục này hai người tung hứng với nhau tạo thành một cặp rất là sung trên sân khấu, làm cho Thức với Phương như này cũng diễn tự tưởng tượng mình giống như một cặp ca sĩ đang hát đó vậy luôn nữa đó. Thấy em chọn mở đầu chính xác chưa? Hay quá, xuất sắc luôn nha. Vậy thì phải nhờ công của anh Hamlet rồi. Không biết là ở đâu mà anh có một cái năng lượng quá là khủng khiếp như vậy. Mỗi lần anh bước lên sân khấu tất cả mọi người phải nhìn theo anh, phải đam mê theo anh. Và như may hôm nay bạn cũng được hưởng một phần năng lượng đó từ anh Kim Tử Long. Em là diễn viên, vì vậy cho nên là khi mà em tung hứng với anh trong cái bài hát đó, nó rất là gọi là quăng bắt. Đó là cái lợi thế của em. Gót mòn đai đầu buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa.
10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến những vị khách mời cũng như là các bạn khán giả trường quay, cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Lời chào thân thương nhất. Dạ, em xin tự giới thiệu là em tên là Thanh Tú và em đến từ Vĩnh Long ạ. Wow. Dạ. Người con quê hương Vĩnh Long, anh Trà Vinh kế bên chòm sớm luôn nha. Vì bữa nay gọi là sân nhà của bạn đấy. Dạ. Xin chào Thanh Tú. Với giọng hát và phong cách trang phục của bạn thì có vẻ như có sự đối lập. Không biết thì dòng nhạc bạn theo đuổi là dòng nhạc nào? Dạ, hiện tại thì em đang theo đuổi dòng nhạc trẻ cũng như là rap và hip hop. Nhưng mà bạn hát cái bài vừa rồi lại rất ngọt. Nhưng mà kiểu bolero thì nó đã chất miền Tây đúng không? Dạ. Dạ, chất ăn sâu trong máu rồi. Trong máu rồi. Dạ. Anh Hàm Lê Trương ơi, anh cảm giác như thế nào ạ? À? Hay là chị Lê Phương muốn nói trước? Xin lỗi cho Phương nói chị trước. Chị hào hứng lắm chị Phương ơi. Anh thật sự đứng đây nha. Không phải tại vì ạ. Phương nghe bạn hát thật sự luôn, Phương cảm thấy rất là thích. Tại vì giọng hát của bạn rất là đặc biệt, có một cái sự tương đồng với một cái ca sĩ mà Phương cũng rất là thích. Dạ, đó chính là Hoài Lâm. Thanh Tú ơi, bạn có mối quan hệ nào với Hoài Lâm không? Ba của ảnh là anh của ba em. Trời ơi. Chú bác ruột hèn chi có phong cách giống nhau và cái chất giọng cũng khá là giống nhau nha. Cái âm giọng rất giống. Ủa vậy khi mà Phương nghe trong cái 10 giây á, Phương nói ủa chẳng lẽ có Hoài Lâm. Như ngần ấy năm trôi. Này giọng Hoài Lâm. Vậy thì đồng màu tinh lên ngôi. Nghe thì rất là, nói chung là khi bây giờ nghe em hát thì rất là thích. Với lại Trương thấy thường là những giọng hát mà đi đường dài là những giọng hát có thể hát được rất nhiều những dòng nhạc. Và bạn có thể là một trong những người đi đường rất là dài á. Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của Thanh Tú nhận được trong đêm nay sẽ rất cao. Đó là Lan và Điệp 4, một sáng tác rất tuyệt vời của anh Hàm Đế Trương. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và cảm ơn anh vì đã hỗ trợ hết mình để cho người chơi thật sự tỏa sáng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cô gái vừa hát song ca với anh Hamlet Trương. Xin chào bạn. Dạ,
Lời đầu tiên cho em xin cảm ơn anh Hamlet Trương, tác giả của ca khúc đã song ca với em ạ. Em là Mỹ Châu, em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị khách mời và các anh chị khán giả ở đây rất là nhiều ạ. Xin chào Mỹ Châu, rất là vui bởi vì tiếng hát của bạn chạm được vào trái tim của Khanh. Tin chắc là không chỉ riêng Khanh đâu mà có rất nhiều khán giả ở đây cũng như vậy. Một lần nữa lại cảm ơn Trương rất là nhiều. Em đã chịu gọi là lép vế để mà em nâng giọng hát của Mỹ Châu. Còn đối với Mỹ Châu thì giọng của em ngọt ngào lắm. Và em hát cái bài hát này đó, đúng là cái nội tâm của em nó có đặt trong bài đó, trong cái bài hát của Hamlet Trương. Nhưng mà anh nghĩ rằng không phải là bài hát này đâu, mà tất cả những bài hát gì mà nói về dân ca trữ tình, nó rất hợp với giọng hát của em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh Long. Khanh mời anh Hamlet. Bạn rất là ngọt ngào, và bạn có cảm giác là mình đang thật sự được hòa vào câu chuyện Lan và Điệp. Ban nãy là mình có thấy cái chuông ở đây luôn á, chuẩn bị nghe tiếng gõ chuông chùa luôn rồi. Nghĩa là hình dung ra được cả cái hình ảnh dạ. đó. Và hôm nay là bạn diễn lại, tiếp tục dẫn chương vào cái câu chuyện của chính mình đã viết. Nên là một cái cảm giác rất là đặc biệt. Cảm ơn Hamlet rất nhiều. Đời cha thương lắm như xuống đời phù sa.
với mòn chữ quen biết. Em chưa đi trên cổ non, chưa từng nghe má rười ba chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dõi nhìn chiều hôm. Em chưa yêu ngoài thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thua mẹ đời cha ruộng đời phù sa, thua mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa, thua mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Hay quá, một tiết một rất dễ thương thưa quý vị. Và bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ em chào anh Bạch Công Khanh. Em xin được chào bốn anh chị khách mời. Ủa chị là chị gái em mà em dẫn chị dẫn em về. Dạ, em bà con và chào chị gái của em nữa. Và một anh xin được chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài ạ. Xin chào một anh, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quang Hà ơi, anh thích tiếng hát này không? Quá thích. Lúc nãy là ghen tị với Ngọc Liên, bây giờ là ghen tị với Vân Khánh. Vì đã chọn được ra mình một cái bài hát đã hợp với giọng hát của chị Vân Khánh rồi, mà lại còn chọn được Mộc Anh. Hai cái chất này rất là hay và nó còn có rất là có hồn và truyền cảm nữa. Thế nên là khi mà hai chị em mà song ca bài hát này như kiểu là được khớp với nhau từ trước đến và đã hát với nhau rất là nhiều lần. Người qua người đẩy qua người để lại và hát bè phối với nhau. Có đôi lúc Hà cảm thấy rằng là chị Vân Khánh là cái người đưa Mộc Anh lên, nhưng có đôi lúc lại là cái giọng hát của Mộc Anh lại đưa giọng hát của Vân Khánh lên. Chính vì thế nên là hai cái giọng hát nó rất là hòa quyện và là một dùng rất thành công của cả hai người. Cảm ơn Quang Hà. Và vẫn không tin là họ mới gặp nhau lần đầu đấy ạ. Chị Ngọc Liên ơi, mình nghĩ sao về tiết mục này ạ? Em có giọng ca rất là sáng. Mà cái bài hát này là bài hát khó, tại vì cái bài hát này cái quãng nó rất là cao. Khi mà cái nốt cao cao lắm, mà cái khi nốt trầm trầm lắm, thưa mẹ gặp cha nó rất là thấp. Mà chị nghe chị canh thử coi cái em xuống có tới không, nhưng mà em vẫn làm tròn, vẫn xuống tới. Cái giọng em thật sự là sáng. Mà cộng với lại hôm nay em được chị Vân Khánh hỗ trợ quá tuyệt vời. Hai chị em hỗ trợ qua lại mà cách diễn dễ thương vô cùng luôn. Hai chị em rất là tự nhiên, giống như đi về quê rồi chào. Hôm nay cái xí cái này là mình bắt chước anh Kim Tử Long. Học lóm được của ảnh chứ bộ thanh diễn hay quá. Đúng rồi. Em ơi, em, mọi người ơi, trời ơi, mũi nhà em giàu lắm. Sao mà em đeo quá trời hộp vậy? Xoàn mà bà nói không có nhầm nhò gì, đeo từ trên đeo xuống. Ôi trời ơi, tiền cũng bằng hộp xoàn nữa. Em ơi, nghe anh nói nè. Dạ. Cái đoạn giữa mà hai chị em về quê mà tự nhiên mình cứ nhúng qua nhúng lại thì biết làm gì. Mình thêm bài đặc thoại. Mặc dù cái giọng nam của bà chị này cũng lớn lớn, không phải là nam rạc, nhưng mà kệ đi, mình truyền lửa cho em để em nó biết diễn. Hơn cái là em bắt được vô được liền, thấy không? Em chào mọi người, em chào bà con đi đó. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Dạ, em nói thật chứ đến đây á, em chỉ nghĩ rằng là em là diễn viên, nhưng mà bây giờ em thấy chị, em nghĩ chắc chị nên đi đóng phim được á chị Khánh. Chị quá là duyên dáng và chị em cảm giác là chị dìu được cho bạn, rất là tự tin. Giọng bạn đã khỏe, đã hay rồi, mà bây giờ thêm được có chị dìu nữa, hai người phải nói tạo nên một cái tiết mục rất là dễ thương luôn. Và nói thật là giọng của Mộc Anh là cái giọng mà Phương mơ ước á, tại vì giọng Phương rất thấp, còn giọng Mộc Anh rất cao và khỏe. Nên là nói chung là chúc mừng Mộc Anh hôm nay là gặp được chị Vân Khánh. Và trong số 8 bài hát thì còn bài nào bạn thích nữa không? Dạ còn. Bài gì thế? Bài Tôi Vẫn Nhớ. Bài mà chị Vân Khánh đang lựa chọn luôn. Nghĩa là bây giờ bài nào cũng được hết, bạn có thể hát một câu. Dạ em xin phép nha chị. Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u
buồn, dìu nhau đi tìm dầm bóng mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Cái này gọi là duyên cho hai chị em gặp nhau rồi. Dạ, rất là dạ. Duyên ạ. Hy vọng với tiếng hát này một anh sẽ nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay thật là cao, biết đâu cô ấy sẽ có mặt trong màn song đấu. Để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu.
cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. À dạ, em xin chào anh Bạch Công Canh. Và lời đầu tiên thì cho phép Y Nguyên xin gửi đến toàn bốn vị anh chị ở đây và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay cũng như quý vị đang xem đài qua đài truyền hình Vĩnh Long. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục này đi ạ. Khanh mời chị Vân Khánh. À, xin chào Y Nguyên. Dạ em chào chị. À, phải nói từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái giọng ca mà Vân Khánh thấy nói rằng là nó rất là bản năng nhất, rất là bản năng. À, kể cả cái phong cách cũng vậy. Bụi. Không nghĩ khi mà bạn bước từ trên đó xuống mà nghĩ là bạn hát cái giọng này đâu. Tại nhìn bạn bụi bặm lắm, ngầu lắm. Chắc nghĩ phải rock riết gì trơn. Ông dè ra giọng ngọt quá trời ngọt luôn. Và Khánh thích là ở cái chỗ là bạn có một cái sự mộc mạc như vậy. Hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái nội tâm của mình, không qua một cái xử lý kỹ thuật gì hết, nhưng mà cũng chạm được trái tim người nghe. À, và đặc biệt rằng là bạn diễn cũng vậy. À, nó có cái sự e ngại hoặc là bạn cứ như thế này, nhưng mà bạn vẫn feel trong cái nền nhạc như vậy. Bạn không quan tâm, tức là khi bạn đứng trong sân khấu rồi thì bạn không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái lợi thế của bạn. Kết hợp này đã tạo nên một cái tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Ngọc Liên nói về tiết mục này. Khi mà cất giọng hát lên thì Liên thấy một cái giọng rất đặc biệt, một cái giọng cao lắm. Em hát em rất là khoan thai, giống như là nó không cần một kỹ thuật nào hết, nó không vô một khuôn khổ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Và bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh MC Bạch Công Khanh và em chào chị Vân Khánh. Em xin chào khách mời ạ và các bạn ở trong trường quay hôm nay, cũng như là quý vị đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt trên đài truyền hình Vĩnh Long ạ. Em tên là Thúy Phượng. Dạ, hiện tại em đang là ca sĩ tự do. Xin chào Thúy Phượng. Ngày hôm nay hát với chị Vân Khánh mà có run không? Dạ, thật ra là em run lắm luôn á. Đã bước lên sân khấu giống như là bước lên một cuộc thi thì dĩ nhiên là ai cũng hồi hộp, ai cũng run hết. Và em ngồi ở trong em toát mồ hôi nãy giờ. Mặc dù là run nhưng tiếng hát của bạn rất ngọt ngào. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Vân Khánh. Khi mà bạn cất tiếng hát, Khánh nhìn xuống ánh mắt của mọi người và thấy rằng mọi người wow, tức là cái giọng của em á, nó rất là hay mà có cái nét lạ trong đó. Và đương nhiên là trong cái quá trình hai chị em chưa từng được tập luyện, nhưng mà cũng cố gắng hỗ trợ nhau nhiều nhất có thể. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Cái tiết mục này á, chị Khánh lại một lần nữa, chị rất là duyên dáng luôn. Và chị đã dìu bạn làm cho em cảm thấy là chị nên đi đóng phim đi. Em nói thật luôn á. Chị rất là trời, cái cảm giác là nếu được diễn với chị chắc thích lắm luôn á. Thôi chị ngại đóng phim lắm em ơi. Đóng phim mà chị không được mang độn về ca không? Chị ngại lắm. Chị ngại lắm. Giọng em đúng là nó có cái chất lạ. Tại vì khi mà em hát á, chị nhìn qua anh Quang Hà với lại Phương á, chị nói trời ơi, cô bé này hát cái giọng giống như là răng rãng lên, nó giống như là nghe nó lạ lắm. Xong rồi lên nốt cao cũng hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Quang Hà chia sẻ một vài kinh nghiệm cho Thúy Phượng khi mà biểu diễn. Xin chào Thúy Phượng. Em có một giọng hát rất là đặc biệt, không cần phải đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật. Thế nhưng mà cất tiếng một phát là người ta biết ngay rằng à, Thúy Phượng đang hát. Thì đó là cái ưu điểm cực kỳ lớn.
của một cái người nghệ sĩ khi mà mình có một tố chất rất đặc biệt và rất riêng biệt. Chúc mừng Thúy Phượng. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà và các khách mời còn lại. Và chúng ta cũng chúc cho Thúy Phượng nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay thật cao. Hey! Mắt nơi ơi xin đừng đi nhé em. Mắt nơi ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có như phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt nơi ơi xin đừng đi cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mong mơ. Em xin tư như bông như hoa cho anh kề gần ngày tan hồn. Một ngày nhớ một ngày mơ, một đêm lại về thao thức luân quần. Vẫn tim anh khao khát đây chờ trong cõi âm âm mỗi tiếng tình. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé ơi. Yeah. Rapapa. Bình chọn cho tiết mục Mắt Này Cha Cha Cha. 10 giây bắt đầu. Thế
Thời gian bình chọn dành cho tất cả quý vị khán giả đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái vừa hát song ca với anh Sĩ Luân. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh với lại tất cả các anh chị, các cô, các chú, ban giám khảo cùng với tất cả các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Mơ Cát ạ. Và hiện tại công việc của em thì đang là ca sĩ và mẫu ảnh tự do ạ. Xin chào Mơ Cát. Thường thì bạn có hay hát bài này không? Hay đây là lần đầu tiên? Dạ, đây là lần đầu tiên em hát ca khúc này luôn ạ. Ui chú trời. Bạn có chuẩn bị tinh thần là bạn sẽ phải hát với chính nhạc sĩ bài này không? Dạ, nói chung là cũng có hồi hộp một chút xíu, nhưng mà em không nghĩ là em lại song ca cùng với nhạc sĩ của chính ca khúc này ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của anh Sĩ Luân khi mà lần đầu tiên anh hát bài này với một cô gái rất xinh đẹp. Hay việc này nó đã diễn ra rất thường lệ? Dạ không ạ, thường em hát bài này một mình. Dạ, ai cũng có thể hát bài hát này và nó mang lại một cái năng lượng cực kỳ vui nhộn trong sân khấu của chúng ta. Và rất là thương bạn Mơ Cát là khi mà bạn hình như là bạn nghe mình chọn bạn xong là bạn rất căng thẳng. Trong ánh mắt bạn mình thấy sự căng thẳng đấy khi bạn đi xuống, mình dắt tay bạn xuống. Và không biết bây giờ thì bạn có hồi lại cái linh hồn chưa? Là đỡ chưa? Dạ em vẫn còn run mà. Bởi vì Khanh nghĩ là các người chơi đến đây chắc chắn là phải run, bởi vì họ phải tập rất là nhiều bài hát chứ không chỉ riêng bài Mắt Nai Cha Cha Cha, đúng không? 8 bài đúng không? Phải tập 8 bài nữa. Phải tập 8 bài. Và không biết là mình sẽ hát bài đó với ai nữa. Cô có một lời khen con, cái giọng hát của con rất là sáng. Nghe không có mờ nghe, liên tục luôn. Và cái giai điệu của Mắt Nai Cha Cha này liên tục không ngưng nha. Dạ. Mà thấy bé nó hát tỉnh bơ, nó không có mệt một chút xíu nào luôn. Mà rất là hòa quyện chung với lại nhạc sĩ. Dạ, em cảm ơn chú. Đây là lần đầu tiên Mơ Cá hát bài này thì chú cảm thấy là con rất giỏi luôn á. Tại vì lần đầu tiên chú hát bài này, xin lỗi Sĩ Luân là mình hát sai lời nhiều lắm. Còn hôm nay là Mơ Cá hát là hát đúng lời. Thành ra mình cảm thấy là làm như đó thôi là mình thấy giỏi rồi. Dạ, xin lỗi nhạc sĩ. Cảm ơn một lần nữa những chia sẻ của các vị khách mời. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếp kiếp. Em ơi, tìm đâu xa nữa. Em ơi, cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối gian từng giờ, yêu đương cũng như là mây bay qua. Mơ chim núi xa nguồn gió, em ơi mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật nan vui, yêu đương chắc cao đầy trời, đau thương đã như chìm sâu vào. Rời xa giông bão vui như tháng năm không xa, và câu hát say mê đây chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu, đừng nhìn xa vời. Em ơi xin
vui là đây. Gió rời xa giông bão, vui như tháng năm không già. Và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu. Hãy coi ngày vui là đây. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần. Xin em hãy coi ngày vui là đây. Hay quá. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của tất cả quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiết mục song ca này. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và số điểm này chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật. Bây giờ thì hãy cùng Khanh gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn với chàng trai vừa song ca với anh Quốc Đại. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Minh Nguyên xin chào tất cả quý vị khán giả và chào bốn vị khách mời và chào anh Khanh. Em tên Minh Nguyên, em cũng là ca sĩ tự do. Dạ, quê em thì ở Đồng Nai ạ. Xin chào Mạnh Nguyên. Bài hát vừa rồi thật sự giọng hát của hai người rất là hợp nhau luôn. Đây là một trong những bài hát gọi là bài hát mẫu của giọng nhạc Trường Tinh Việt Nam. Và Mạnh Nguyên phải cảm ơn anh Quốc Đại là bởi vì thế này. Cái phần solo của anh Đại hát rất là nội lực. Và đến khi Mạnh Nguyên cất tiếng hát thì giọng ấy là một cái giọng bay bổng, nhẹ nhàng. Và Quốc Đại rất là thông minh, đã hát nhẹ lại. Tức là Quốc Đại không còn hạt 100% công lực nữa. Và những nốt cao, những cái chỗ mà chồng lên cao, luyện lại cao thì Quốc Đại không còn hạt bằng nội lực thẳng nữa, mà em pha qua giọ, dạ thanh để nương theo cái tiếng hát. Thành ra là hai anh em rất là hòa quyện luôn. Nên là một lần nữa anh mừng rằng là anh rất là yêu Quốc Đại. Và cảm ơn em. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Để lại và nước hồ về nhau em sẽ trở lại.
dòng thời gian trôi như ánh sao băng. Trong khoảnh khắc của chúng ta, nhiều năm xa hạnh phúc em muốn bên anh. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong vào một ngày mới như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn âu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính khán giả tại trường quay. Chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Thời gian 10 giây. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và lát nữa chúng ta sẽ biết kết quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Xin chào em. Dạ vâng ạ. Đầu tiên cho phép em được gửi lời chào trân trọng đến các anh chị khách mời. Em chào anh Bạch Công Khanh và Trini xin kính chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay, cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thông qua sóng truyền hình. Tiếng hát của Trini rất là đặc biệt. Anh Nguyễn Văn Trung, anh có nghĩ vậy không? Anh cảm thấy rất là xúc động với tiết mục này. Bởi vì thứ nhất, đây là một bài hát rất là hay. Và thứ hai, nếu như Quỳnh là cái cô gái của ngày hôm qua thì Trini là cô gái của bây giờ, và làm cho Trung đang có cái cảm giác là cô gái này đang đối thoại với chính mình của ngày hôm qua, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Bởi vì cái giọng hát của Trini nó rất là sâu lắng, nó rất là da diết và nó rất là từng trải. Và khi nghe hai bài hát, rõ ràng Trung có cái cảm giác như vậy, và Trung thấy xúc động về cái điều đó. Một cô gái trải qua vui buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, và khi mà nhìn vào trong gương, nhìn thấy chính cái thanh xuân của mình ngày tươi trẻ, và bây giờ mình đang hiện tại, mình vẫn đang hài lòng với cuộc sống của mình. Xin chúc mừng cả hai bạn, tuyệt vời. Thế còn Nguyễn Hoàng Duy, anh nghĩ gì? Anh thấy là bạn anh vừa quay lại là bạn anh rồi đó. Chính rất là sâu sắc. Dạ. Rất hay, rất hay. Hai bạn thực sự là rất là hòa quyện vào với nhau. Trini có cái quãng giọng của em rất là hay. Nói chung là cả ba người tụi anh đều được em chinh phục. Chúc mừng cho hai bạn hôm nay, tiết mục này rất tuyệt vời. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Duy ạ. Và chính anh Quang Hà cũng đã phải đứng lên vỗ tay cho Trini. Ngày hôm nay, cái vị tiết mục này Hà đứng lên để Hà có thể thưởng thức trọn vẹn, có thể đu đưa, có thể hát theo, hòa nhập theo cái giọng hát của hai bạn. Đó là một tiết mục Hà nghĩ rằng là hoàn toàn là xứng đáng. Cảm ơn Quang Hà. Và Khanh hy vọng rằng song ca giấu mặt sẽ là một cái nơi mang tiếng hát của bạn ngày càng gần hơn nữa. Dạ vâng, em cũng mong thế. Bây giờ hát tặng cho chúng tôi thêm một câu trong một ca khúc khác ngoài ca khúc này, trong số 8 bài hát được không nào? Có hai ca khúc mà em rất là trông đợi để được trình bày. Đó là một là ca khúc này, Cô gái đến từ hôm qua, và thứ hai là bài Người hãy quên em đi.
cho phép em được thể hiện một phần nhỏ ca khúc đó. Xin mời Trini. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn thì hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy yêu em đi. Yeah. Cảm ơn chị này rất nhiều. Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm, ngồi bên em mưa rơi không ướt vai. Những kỷ niệm, những nụ cười, anh vẫn mong đừng vội tan biến. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những yêu thương phút giây này, anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Xin mở cửa ạ. Mình ngồi đây hát ha. Ngồi. Là thời gian để cho quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này ạ. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lời đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào đến anh MC quá là đẹp trai Bạch Công Khanh ạ.
cùng ba vị khách mời, đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, cùng tất cả các khán giả có mặt trong trường quay cũng như là tất cả các khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Cát Tường. Hiện em đang là giáo viên môn toán nhưng mà có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc. Wow, bạn dạy cấp mấy ạ? Dạ, em dạy cả cấp 2 lẫn cấp 3. Con mình sắp lên cấp 2 ạ. Em sẽ không từ chối đâu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời còn lại chia sẻ về tiếng hát của Cát Tường. Tôi nói thật là chưa bao giờ tôi thấy nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là có cái trạng thái nó bị luống cuống thế này. Vì anh là một người rất là hoạt ngôn và rất là sắc sảo trong lời ăn tiếng nói. Mà người hôm nay đến với Song Ca Giấu Mặt là từ vòng trước cho đến vòng này là bạn hầu như là rất là ngây thơ và rất là hồn nhiên. Bạn rất là tung tăng, không tập trung làm việc được anh ạ. À? Không tập trung làm đúng nhiệm vụ của đó, mình được. Không phải tập trung mà nó bị phân tán về tất cả phân tâm đấy. Trung được partner với những cái bạn mà rất là dễ thương, rất là hồn nhiên và nhí nhảnh. Cái giọng hát đó cũng lây ảnh hưởng sang đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là làm cho bạn ấy cũng hồn nhiên và cũng dễ thương theo. Yeah. Làm gì có bao giờ cái động tác này trên sân khấu của Nguyễn Văn Trung? Chưa bao giờ có. Còn anh Nguyễn Hoàng Duy thì sao? Anh có vẻ rất là khoái chí. Thế mình đừng cho Duy chia sẻ được không? Anh sẽ có một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ đó là... với bản thân của mỗi người thì có thể mình sẽ tham gia vào một cái chương trình nào đó, nó sẽ có một cái ý nghĩa riêng. Và anh cảm thấy rất là vui cho bạn của anh, đặc biệt là ngày hôm nay lại vui hơn vì có vẻ như bạn anh tham gia vào chương trình Song Ca Giấu Mặt để tìm lại tuổi thanh xuân của mình hay sao á. Tức là đôi khi không cần thiết phải xô giọng hết tất cả mọi thứ, rất là kinh khủng. Tiếng hát của em nó rất là trong trẻo và nó cũng mang đi rất nhiều, như cái vòng trước rồi đó, rất nhiều những cái điều tiêu cực của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã bị xóa tan đi và thay vào đó là một bầu trời đầy tích cực và đáng yêu. Cũng lâu lắm rồi anh mới thấy bạn anh ngồi vòng trái tim như vậy đó, một cái tiết mục rất là đáng yêu. Khi mà tham gia chương trình Song Ca Giấu Mặt và thực sự được, khi mà được vô tình chọn trúng hai bạn cùng chơi, nhất là em, thì anh có cảm giác là mình trở lại những cái năm tháng ngày xưa, những cái năm tháng rất là vô tư. Mình viết nhạc chỉ đơn giản là vì mình thích. Mình viết nhạc chỉ đơn giản là vì mình viết cho cái người mình yêu. Không có một cái sự cân nhắc, tính toán hay là buồn phiền khi mà những cái điều mình mơ ước nó không thành hiện thực. Anh xin cảm ơn em vì cái điều đó. Cảm ơn chương trình. Ngọt ngào quá. Và chương trình cũng cảm ơn vì sự có mặt của anh Nguyễn Văn Trung. Thế còn Duyên Quỳnh? Em thấy ngày hôm nay anh Trung là một con người hoàn toàn khác. Thì em phải cảm ơn Cát Tường rất là nhiều và cảm ơn cả bạn ở vòng trước nữa. Đã khai phá. Dạ, ra. Không phải khai phá. Đã bỏ đi lớp vỏ bọc của anh. Kéo anh Trung trở về với bản chất thật của anh anh ạ. À, là dạ. Khá là trẻ con. Hôm nay tiết mục này là một tiết mục mọi người có thể trong trẻo. Cùng tận hưởng cái bầu không khí trong trẻo hồn nhiên đáng yêu. Xin cảm ơn. Một tràng pháo tay nữa cho tiếng hát của Cát Tường và sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Giờ là 10 giây dành cho quý vị. Xin mời. Thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn.
Dạ, em chào anh Khanh ạ. Lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nghĩa, các vị ca sĩ khách mời, khán giả tại trường quay cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em tên là Văn Thảo và hiện tại em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Khanh chào Văn Thảo. Công việc chính của Văn Thảo hiện tại là gì? Dạ, công việc chính của em là em làm văn phòng ạ. Và bữa tối thì em có đi hát thêm một số các tụ điểm của Ascotic ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về tiếng hát của Văn Thảo. Khanh xin mời các khách mời ạ. Tự dưng không biết sao thấy em ấy khớp ngay cái thời điểm đầu. Khanh nghĩ đó là bởi vì đây là lần đầu tiên hai bạn song ca với nhau. Có một phần hình như là bạn ấy cũng đang hơi có một chút hồi hộp. Tin thấy câu đầu tiên bạn vô rất là mềm, rất là tình cảm. Sao càng ngày em càng lại mất đi cái đấy? Dạ thật ra thì em hát với anh Nghĩa thì em rất là run. Anh Nghĩa phải là anh Nghĩa bớt múa lại để cho anh khỏi hồi hộp. Anh người ta vừa xuống cái anh múa một đường rồi người ta lại hồi hộp hơn. Thảo ơi, trước đây bạn đã từng tham gia một cuộc thi hát nào chưa? Dạ trước đây thì em chưa từng tham gia. Thế đây có phải là sân khấu lớn đầu tiên bạn đứng biểu diễn không? Dạ đây là lần đầu tiên của em ạ. Wow. Thế thì là hồi hộp đúng rồi. Thế là chuyện đương nhiên rồi. Và khi xem hai bạn biểu diễn thì Tích Cương có cảm giác như là chìm đắm vào trong câu chuyện của hai bạn. Hai bạn rất là truyền cảm và rất là hút khán giả. Bạn Văn Thảo với giọng hát của bạn thì tôi cảm thấy bạn rất là đáng yêu. Và cứ giữ như vậy nha. Và thật sự là tôi rất thích tiết mục này. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Trong số 8 bài hát mà bạn chuẩn bị á, thì bạn thích nhất ca khúc nào? Em thích nhất ca khúc Trả Nợ Tình Xa. Có vẻ như bài hát ngày hôm nay của anh Tiết Cương đánh đúng tâm lý của quá nhiều người. Đúng. Bây giờ bạn có thể gửi tặng cho chúng tôi một câu trong Trả Nợ Tình Xa được không? Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Khanh nghĩ rằng với bài hát nào thì tiếng hát của bạn cũng hay hết á.